Kính chào quý khán giả và quý bà con, Khánh Tường và Ánh Nguyệt rất vui được gặp lại quý bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Hôm nay ngày 19 tháng 5, chương trình tiếp tục đem đến cho quý vị và quý bà con những thông tin hữu ích và thiết thực liên quan đến tình hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp đáng chú ý của quý bà con nông dân trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Những nội dung cụ thể nào sẽ có trong chương trình, xin mời quý vị cùng theo dõi. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tăng mức hỗ trợ tiêu hủy heo dịch bệnh, hỗ trợ người chăn nuôi heo trên địa bàn. Cá bè lại tiếp tục chết hàng loạt trên sông La Ngà, người nuôi thiệt hại nặng. Chuyên mục con số hôm nay, cần thay đổi tỷ trọng thịt heo trong cơ cấu thịt của ngành chăn nuôi nước ta. Chuyện nhà nông, hiệu quả của mô hình sản xuất tập trung cho các nông hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Thưa quý vị và quý bà con, chương trình xin được bắt đầu với những thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp đáng chú ý. Quý bà con thân mến, ngành chức năng Lâm Đồng cho biết địa phương đã áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm cho hầu hết các cây trồng như rau, hoa, cà phê, chè, cây ăn quả với tổng diện tích khoảng 152.000 hectare. Trong đó có gần 3.100 hectare tưới nhỏ giọt, gần 23.000 hectare tưới phun mưa, 21.500 hectare tưới tiết kiệm trên các loại cây trồng cạn và hơn 104.000 hectare tưới khác. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng, việc ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt giúp đảm bảo phân bố độ ẩm đều trong đất, giảm nhân công lao động. Đồng thời, tưới nhỏ giọt phù hợp với nhiều địa hình khác nhau, ngăn chặn sự phát triển của cỏ dại quanh gốc cây và sâu bệnh, giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt và đạt năng suất cao. Đặc biệt, hiệu quả của hệ thống tưới nhỏ giọt và kết hợp bón phân cho cây rau, hoa đã tiết kiệm từ 30 đến 60% lượng nước so với biện pháp tưới nước truyền thống, giảm chi phí đầu tư, công lao động từ 50 đến 70% và tăng năng suất từ 15 đến 20% so với canh tác truyền thống. Thưa quý vị và quý bà con, hoạt động chăn nuôi heo hiện nay đang đứng trước những khó khăn chưa từng có trong lịch sử khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi tại nhiều địa phương trên cả nước. Tại tỉnh Lâm Đồng, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ người chăn nuôi, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ thiệt hại, khôi phục chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các hợp tác xã, nông hộ, trang trại chăn nuôi có heo bị mắc bệnh, nghi dịch bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả heo châu Phi buộc phải tiêu hủy theo quy định thì được hỗ trợ tối thiểu 80% giá trị thường đối với heo con, heo thịt các loại. Nếu mức giá thị trường 1 kg heo hơi dưới 38.000 đồng thì được hỗ trợ 38.000 đồng. Riêng heo nái, heo được giống bị tiêu hủy được hỗ trợ với mức 1,7 lần mức hỗ trợ tối thiểu đối với heo con, heo thịt. Ngoài ra, cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia tiêu hủy động vật làm nhiệm vụ các chốt kiểm dịch, phun hóa chất tiêu độc khử trùng được hỗ trợ 100.000 đồng đến 200.000 đồng một người một ngày. Việc thực hiện chính sách này khắc phục phần lớn những bất cập trong việc trợ giá tiêu hủy heo bị dịch bệnh trước đó và sẽ là điều kiện quan trọng trong công tác phòng chống xử lý dịch bệnh trên đàn heo. Thưa quý bà con, sau dịch tai xanh, tiếp đó giá heo hơi xuống mức chạm đáy và giờ là dịch tả heo châu Phi đã và đang gây thiệt hại nặng cho nhiều địa phương. Đứng trước hàng loạt khó khăn này, ngành chăn nuôi và nhiều địa phương đang phải tìm cho mình những hướng đi phù hợp. Việc chuyển từ nuôi heo sang nuôi gia cầm hay sang nuôi các loài gia súc ăn cỏ, tiến đến hình thành các vùng chăn nuôi khai thác được các lợi thế địa phương là một trong những hướng đi như vậy. Thiệt hại vì dịch tai xanh từ 2 năm trước và giờ là dịch tả heo châu Phi, bà Nguyễn Thị Toàn, sống tại xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, thời gian tới gia đình bà chưa có ý định tái lại đàn heo trong những năm tới. Trước mắt, bà sẽ chuyển đổi sang nuôi chim bồ câu. Tôi thấy là mất mát quá lớn rồi, tôi giờ tôi không nuôi lợn, không tái đàn nữa. Và tôi chuyển sang nuôi chim bồ câu. Gia đình đang dự tính là thôi thì có hai ông bà thì nuôi khoảng độ 100 đôi chim bồ câu để thêm thu nhập gia đình. Ngoài hộ gia đình bà Toàn, nhiều hộ gia đình đã có heo mắc bệnh bị tiêu hủy tại đây cũng đang sửa sang lại chuồng trại để chuyển sang chăn nuôi gà. Còn đối với thành phố Hà Nội, địa phương đứng thứ hai cả nước về tổng đàn heo cũng đã lên kế hoạch giảm số đàn heo từ 60% trong tổng số đàn vật nuôi xuống còn 50%. Chúng tôi hướng phát triển chăn nuôi con giống, từ gọi là giống gia súc cho đến là giống gia cầm, cho đến là cả giống thủy sản. Chúng tôi cũng tập trung vào cái giống. Còn nói riêng với thương phẩm thì chúng tôi cũng không khuyến khích cái phát triển chăn nuôi lợn thương phẩm, mà chủ yếu là cái khuyến khích chăn nuôi lợn nái giống để xuất bán đi cho các tỉnh và cũng như là cung cấp trên thị trường Hà Nội.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng thừa nhận thời gian qua do thói quen tiêu dùng ẩm thực của người dân nên ngành chăn nuôi heo đã phát triển và chiếm tỷ trọng quá lớn trên 70% sức sản xuất và tiêu thụ trong cơ cấu các sản phẩm thịt chăn nuôi. Do đó, yêu cầu đặt ra lúc này là phải có các giải pháp thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ, chăn nuôi gia cầm gắn với nhu cầu của thị trường. Sức sản xuất ra cái thực phẩm đại gia súc chúng ta còn rất thấp, bình quân mới 3 kg trên đầu người thôi, quá thấp so với châu Á và cho thế giới. Đây là một tiềm năng với một cái đất nước 100 triệu dân. Thứ hai nữa, chúng ta lại rất có dư địa về cái tiêu thụ sản phẩm sữa. Hiện nay chúng ta biết là cái sức sản xuất chúng ta ra mới được 1 triệu tấn sữa, bình quân 25 kg sữa trên đầu người, và mức bình quân này chỉ bằng 1/4 trên thế giới. Muốn phát triển các sản phẩm chăn nuôi ngoài heo một cách nhanh và có hiệu quả, theo các chuyên gia và nhà quản lý, thì phải có các doanh nghiệp lớn đứng vai trò dẫn dắt, kết nối, liên kết với người nông dân. Đồng thời, phải có các chính sách thu hút, tạo điều kiện đầu tư vào nông nghiệp cụ thể hơn nữa. Theo ngành nông nghiệp, cần chuyển hướng và cơ cấu lại đàn vật nuôi để giảm sự phụ thuộc lớn vào đàn heo. Việc chăn nuôi đại gia súc còn là cơ hội để đón đầu những thuận lợi từ quá trình hội nhập. Bởi hiện nay, tỷ trọng xuất khẩu ngành chăn nuôi trong nước vẫn chiếm một tỷ lệ khiêm tốn và còn nhiều dư địa để phát triển. Liên tục chương trình, cá bè lại tiếp tục chết hàng loạt trên sông La Ngà, người nuôi thiệt hại nặng. Cảnh báo trái đắng với người nuôi nếu tiếp tục sử dụng giống tôm kém chất lượng. Chuyên mục con số hôm nay cần thay đổi tỷ trọng thịt heo trong cơ cấu thịt của ngành chăn nuôi nước ta. Thưa quý vị và quý bà con, trong thời lượng tiếp theo sau đây của chương trình, chúng tôi xin đề cập đến một số thông tin đáng lưu tâm liên quan đến chuyện về con cá, con tôm. Nhiều hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông La Ngà thuộc hai xã Phú Ngọc và La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đang đứng ngồi không yên khi cá lại chết hàng loạt chỉ sau một đêm. Nhiều người dân nuôi cá bè trên sông La Ngà cho biết, sau cơn mưa lớn kéo dài trong đêm 15 tháng 5 đến sáng ngày 16 tháng 5, khi kiểm tra lồng bè, người dân phát hiện cá nổi đầu trên mặt nước và chết. Sau khi phát hiện cá chết, người dân đã dùng máy sục khí oxy và tháo lồng di chuyển về phía hạ nguồn cầu La Ngà, nhưng cá vẫn tiếp tục nổi chết. Đa số là cá lăn, cá leo, cá chép, điêu hồng. Đây là cá thương phẩm có giá trị kinh tế cao, đang chuẩn bị vào kỳ thu hoạch. Khoảng 7 giờ sáng tôi đi ra tôi coi cá thì thấy cá đó nó có hiện tượng chết. Rồi tôi nhảy xuống tôi cứu cá thì nhảy xuống thì tôi thấy nước nó chua. Nó bị ba cái nước này nó đưa xuống là chết từ trên chết dài xuống anh ơi. Bọn cái bè em vừa cắt là 3-4 trôi ở dưới kia giờ chết trắng lên. Cá chết người nuôi phải bán tháo với giá rất rẻ, 20.000 đồng một ký mà không có người mua, trong khi cá sống bán với giá 100.000 đồng một ký gây thiệt hại nặng. Hiện ngành chức năng huyện Định Quán đang phối hợp với Chi cục Thủy sản Đồng Nai khảo sát, lấy mẫu nước, mẫu cá chết để xác minh nguyên nhân khiến cá bè nuôi trên sông La Ngà chết. Thưa quý vị, một câu chuyện khác liên quan đến con tôm vẫn luôn là vấn đề nóng trong nuôi tôm, con giống là yếu tố quyết định quan trọng đến sự thành công của vụ nuôi. Ánh Nguyệt và quý bà con thân mến, trên thực tế, việc đảm bảo nguồn tôm giống chất lượng trên thị trường hiện còn rất nhiều hạn chế. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tôm nuôi dễ bị dịch bệnh chết hàng loạt. Cánh đồng tôm vắng lặng. Nhiều người nuôi tôm trên địa bàn huyện Ngọc Hiển thời gian qua liên tục gặp rủi ro khi tôm chết không rõ nguyên nhân. Không biết sao nguyên nhân nào mà cứ tháng rưỡi tới 2 tháng là bắt đầu nó chết. Tôm thả từ 1 tháng rưỡi trở lên nó mới bị ảnh hưởng vấn đề này. Bởi vì nguồn giống có khi nào cũng không tốt, mình cũng không biết được, mà tốt mình cũng không hiểu. Nhiều năm nay, hộ nuôi tôm quy mô nhỏ và vừa tại Ngọc Hiển, Cà Mau vẫn giữ thói quen sử dụng nguồn tôm giống được sản xuất nhỏ lẻ tại địa phương. Khi dịch bệnh xảy ra, người nuôi chỉ nghĩ đến nguyên nhân là do thời tiết. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, chất lượng tôm giống quyết định hơn một nửa thành công cho vụ nuôi. Con giống tốt không những giúp tôm tăng trưởng nhanh mà còn kháng được dịch bệnh, thích ứng với những điều kiện thời tiết và môi trường sống. Hiện nay, những quy định quản lý chất lượng tôm giống đã có, nhưng thực tế vẫn còn khoảng trống khi thực hiện các quy định này, đặc biệt là khó kiểm soát được nguồn tôm bố mẹ tại các cơ sở giống nhỏ lẻ. Nếu tiếp tục đặt niềm tin vào các cơ sở nhỏ lẻ, chắc chắn rằng tình trạng tôm chết sẽ tiếp tục diễn ra. Quý vị và quý bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động. Và trong nội dung tiếp theo, xin mời quý bà con cùng đến với chuyên mục con số hôm nay. 70,98% là tỷ trọng thịt heo trong cơ cấu thịt của ngành chăn nuôi nước ta hiện nay.
Con số này rất đáng suy ngẫm và rất cần phải thay đổi trước thực trạng tình hình bệnh dịch trên đàn heo đang diễn biến phức tạp. Thưa quý vị, theo biểu đồ cơ cấu thịt của ngành chăn nuôi, hiện nay sản lượng thịt gia súc ăn cỏ sản xuất trong nước chiếm 8,60%, sản lượng thịt heo là 70,98%, sản lượng thịt gia cầm là 20,41%, còn lại là sản lượng thịt dê, cừu, thỏ chiếm 0,67%. Theo tính toán của Cục Chăn nuôi, mức tiêu thụ thịt bò trung bình của người Việt Nam năm 2018 là 3,15kg trên một người một năm. Sữa và sản phẩm từ sữa là 27kg một người một năm. Đây là mức tiêu thụ thấp so với mức trung bình của thế giới, lần lượt là 9,46kg trên một người một năm đối với thịt bò và 108,97kg trên một người một năm đối với sữa và sản phẩm từ sữa. Trước thực tế này, cần phải cơ cấu lại sản xuất đối với ngành chăn nuôi, đặc biệt là phải tăng sản lượng chăn nuôi đàn gia súc ăn cỏ để hạn chế bớt sự phụ thuộc vào đàn heo và sản phẩm thịt heo, hạn chế những thiệt hại kinh tế khi dịch tả heo châu Phi đang diễn biến phức tạp. Theo mục tiêu của ngành chăn nuôi đề ra, cho đến năm 2025, sản lượng thịt hơi gia súc ăn cỏ chiếm 10% tổng sản lượng thịt các loại. Sản lượng sữa tươi nguyên liệu đến năm 2025 đạt từ 1,8 đến 2 triệu tấn, đạt khoảng 35kg trên một người một năm. Thưa quý vị và quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Chuyện Nhà Nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất nông lâm ngư nghiệp đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý vị và bà con, trong quá trình phát triển kinh tế, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, luôn cần có những cơ chế đặc thù riêng, phù hợp với điều kiện sản xuất và tập tục canh tác của bà con nông dân. Và cách làm riêng, sáng tạo tại khu sản xuất tập trung của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đạ Tẻ là một cách làm hay, hiệu quả. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua phóng sự sau. Gia đình anh Ca Trung, xã Mỹ Đức là một trong 185 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được phân bố đất và hỗ trợ kỹ thuật sản xuất cây cao su tại huyện Đạ Tẻ. Trước thực trạng, trong thời gian qua, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn được cấp đất sản xuất nhưng không đầu tư canh tác mà sang nhượng lấy tiền tiêu xài. Sau đó lặp lại cảnh thiếu đất sản xuất, cuộc sống khó khăn, thiếu thốn. Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Tẻ quyết định thành lập khu sản xuất tập trung để các hộ đồng bào sản xuất cao su. Theo đó, các nông hộ này được hỗ trợ một phần giống, kỹ thuật để canh tác và thu hoạch cao su, nhưng tạm thời chưa cấp giấy quyền sử dụng đất. Cách làm này đã hình thành nên một vùng sản xuất ổn định và đã nhận được sự đồng thuận của lòng dân. Có những hộ còn dựa dẫm vào chính sách ưu đãi của nhà nước, đâm ra nhiều khi họ không ý thức được việc mình làm, họ đã bán đi, chuyển nhượng đất đi thì nhà nước giữ lại thì tốt cho bà con mình, sau này bà con mình có đất để mà làm. Cao su là một loại cây trồng chịu hạn, dễ chăm sóc, đầu tư không quá tốn kém, phù hợp với điều kiện sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện huyện Đạ Tẻ có 185 hectare trồng cao su, giao cho 185 nông hộ, người đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất. Mặc dù giá mũ cao su hiện nay không cao, chỉ hơn 6.000 đồng một lít, nhưng sau 5 năm chăm sóc, mỗi hectare cũng cho các nông hộ nguồn thu nhập khoảng 100 triệu đồng mỗi năm. Chăm sóc cao su không mất nhiều thời gian, công sức, nên ngoài ra các nông hộ người đồng bào dân tộc thiểu số này còn sản xuất các loại cây trồng khác, nên cuộc sống đã ổn định và khá hơn trước. Kỹ thuật chăm sóc thì được trung tâm nông nghiệp hướng dẫn kỹ từ giai đoạn đào hú này, trồng này, rồi bón phân này, lót phân, được trung tâm nông nghiệp được hướng dẫn từ A đến Z. Huyện đã chủ trương là hỗ trợ nhân dân chuyển đổi 1.500 hecta cây điều trên đất nông nghiệp có điều kiện để thay thế bằng cái loại cây trồng khác, ví dụ như là tre tầm vông, cây cao su và một số loại cây ăn quả. Cùng với cái sản xuất thì chúng tôi quan tâm đến tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Đối với các loại cây trồng chủ yếu trên địa bàn thì chúng tôi đều có hợp đồng để mà tạo đầu ra cho sản phẩm. Bằng việc hỗ trợ các điều kiện sản xuất và nhất là có phương pháp ràng buộc để bà con dân tộc thiểu số không thể sang nhượng đất đai, đã giúp nhân dân địa phương phát triển nông nghiệp, ổn định cuộc sống. Và nội dung vừa rồi của chuyên mục Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829 930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.